Top 3, dòng cá lóc, người mới chơi, khoan hãy mua. Top 1, danh xưng tiểu hoàng đế. Đây có thể được xem là một bản sao hoàn hảo của cá lóc hoàng đế. Nếu như bạn quá mê cái dòng cá lóc hoàng đế nhưng mà vì giá trị quá cao cho nên bạn chưa có thể sở hữu được, thì phiên bản cá lóc tiểu hoàng đế này sẽ giúp cho bạn thỏa đam mê. Với tên gọi thân thương hơn thì nó là một cái dòng cá lóc vây xanh muối tiêu, một bà con khác quốc gia với vây xanh Việt Nam của mình đó. Và cụ thể là nó có nguồn gốc từ Ấn Độ. Hiện nay thì dòng này đang trở thành một cái dòng rất là hot trong giới lóc cảnh. Những đặc điểm nổi bật như là bộ vây xanh nè, rồi chấm thêm muối tiêu trên lưng nữa thì làm cho người chơi lóc cảnh rất là thích luôn. Tuy nhiên như mình đã nói thì đây là một cái dòng lóc vây xanh của nước ngoài, cũng thường hay được đánh bắt ở ao hồ sông suối và những môi trường tự nhiên, cho nên là cái độ thích nghi của cái dòng này đối với những môi trường nước mới cũng rất là khó. Thành ra là việc sở hữu và chăm sóc một em lóc tiểu hoàng đế cũng đòi hỏi hơn ở người chơi. Mình nghĩ là nên có một tí kinh nghiệm trước khi chơi dòng này. Và sẵn đây là có hai bạn đang ghé shop của mình mua một em tiểu hoàng đế, thì hai bạn này là khách quen của shop mình, cho nên là trước khi nuôi em này hai bạn cũng đã có một số kinh nghiệm chơi những cái dòng tập chơi như là vảy rồng vàng này, chân châu phá hoa rồi đó. Thành ra là sau một khoảng thời gian thì bây giờ cũng đã đến lúc các bạn có thể rước một em tiểu hoàng đế về để chăm sóc. Khi mà đang làm về cái dòng này, công nhận mình cũng nhớ lại cái thời điểm ngày xưa lúc mà mới bập bẹ chơi cá lóc cảnh thì mình cũng gặp vô vàn cái sự khó khăn liên quan tới cái dòng tiểu hoàng đế này. Thành ra là phải có một thời gian mình phải ngưng bán cái dòng này để chiêm nghiệm lại cách nuôi và cách chăm sóc nó luôn đó. À mà các bạn hay hỏi là tiệm mình ở đâu đúng không, thì tiệm mình ở đường Nguyễn Thị Tạo của thành phố Cần Thơ. Khi các bạn mua offline tại tiệm của mình thì ngoài cái giá đang sale mình còn lại được giảm thêm 10% nữa đó. Cho nên là bạn nào ở gần mình thì mình khuyến khích là các bạn lại trực tiếp tại tiệm của mình mua nha. Được giá ưu đãi nè, được tự tay lựa một em lóc cảnh ưng nhất, ngoài ra còn có thể gặp gỡ nhau giao lưu cá cảnh đồ luôn. Tiếp theo là top 2, đến từ nhà Underground với tên gọi thuần Việt là cầu vòng vây xanh. Trời ơi, khi mà có liên quan tới cái màu xanh là tôi nói mọi người nó cũng kiểu giống như vậy đó. Chỉ cần mà nước nuôi có vấn đề thôi thì tụi này sẽ có những cái biểu hiện chung như là tụt nhớ, nắm nè, rồi nhiều khi ha các bạn chăm sóc tệ quá thì quẻo luôn. Nhưng mà rủi ro đó không cao bằng cái dòng thứ ba này. Dòng cá mà tới bây giờ mình vẫn không có mà bán lóc vây xanh. Ôi trời đất ơi. Mình đã từng làm một cái clip chủ đề là nổi ám ảnh mang tên lóc vây xanh. Mình đã có dẫn chứng và trình bày rất là nhiều cái kiếp nạn liên quan tới cái em này. Thì sau 7749 lần 82 kiếp nạn, những em lóc vây xanh nhỏ xíu xiu đã ra đời với vô vàn con lóc vây xanh được bán trên thị trường. Người nào cũng bảo là đã thuần rồi, nhưng đối với riêng mình cần một cái nguồn lóc vây xanh được nuôi và ép đẻ trực tiếp trên nước máy. Bởi vì cái dòng lóc vây xanh Việt Nam này mình cảm nhận là nó rất khó thuần nước, nó khó gấp 10 lần so với cái tiểu hoàng đế và Underground hồi nào. Cho nên cách duy nhất để mang những con lóc vây xanh làm cảnh chất lượng đến với các bạn thì mình buộc lòng phải tự nuôi thôi. Và mọi người thấy đó, hiện tại cá còn chút xíu à. Thành ra có nhiều bạn hỏi là mình có lóc vây xanh bán chưa, thì chưa nha, trời ơi, chắc cỡ 1-2 tháng nữa mới có quá. Nên là đó, ba dòng đó thì mọi người nếu mà muốn tham khảo thì mọi người có thể tham khảo hai dòng đầu tiên, tại vì nó cũng đỡ áp lực hơn cái dòng cuối cùng.